Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6, ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Công bố quyết định bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục tạo sự lan tỏa từ cuộc vận động phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Thuốc lá và những tác hại về bệnh tật. Người dân bán điện cho nhà nước. Đà Lạt, ô tô gây tai nạn liên hoàn với hàng loạt xe máy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 31 tháng 5, tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về việc chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các ban đảng tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo vụ 3 Ban Nội chính Trung ương đã tham dự. Tại buổi lễ, sau khi đồng chí Trần Duy Hùng, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Lâm Đồng công bố các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đã trao quyết định tham gia làm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 cho các đồng chí Hoàng Trọng Hiền, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm, đồng chí Hoàng Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà và đồng chí Tôn Thiện Sang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt. Việc chỉ định thêm 3 đồng chí bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm hoàn thiện tổ chức Đảng, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội địa phương. Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, hôm qua 30 tháng 5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội. Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến đầu tư công, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội và trách nhiệm của người đứng đầu, vấn đề đảm bảo công bằng trong bồi thường chính sách. Trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội, đại biểu Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã phát biểu nêu lên nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư công, trong đó có vấn đề về thứ tự ưu tiên đầu tư cho các công trình giao thông vùng Tây Nguyên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, như đầu tư cho quốc lộ 27, tuyến quốc lộ huyết mạch của Tây Nguyên hết sức chậm trễ, ì ạch, nguy cơ đội vốn đầu tư hiện hữu dù tuyến đường này đã xuống cấp trầm trọng. Về thứ tự ưu tiên đầu tư cho các công trình dự án cấp bách chiến lược trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên như quốc lộ 17 là một ví dụ cho bất cập này. Quốc lộ 27 đi qua các tỉnh Lâm Đồng và đang hư hỏng rất nặng. Khi lãnh đạo trung ương khảo sát kiểm tra tuyến đường Trường Sơn Đông sau gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển được khoảng 50 km, phải nói rằng với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải rằng đường này gọi mà là đường quốc lộ à. Tuyến quốc lộ này đã được đề xuất và cử tri mòn mỏi chờ đợi hơn 10 năm qua nhiều nhiệm kỳ quốc hội từ khóa 12, khóa 13, khóa 10 rồi đến khóa 14. Chính phủ và các bộ ngành có quan tâm nhưng mới với nguồn vốn kinh phí khiêm tốn để duy tu sửa chữa bảo trì hàng năm, qua mỗi mùa mưa bão mọi thứ lại khôi phục lại hiện trạng ban đầu, gây lãng phí và bất bình trong nhân dân, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Cử tri Tây Nguyên và Lâm Đồng tiếp tục kiến nghị và tiếp tục chờ đợi sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội, hành động của chính phủ đối với công trình cấp bách này. Ngoài ra, đại biểu Đoàn Lâm Đồng cũng nêu ra những vấn đề bức xúc trong xã hội cần được giải quyết để đảm bảo công bằng, như vấn đề về bồi thường chính sách hợp lý. Là việc bồi thường chính sách và tính thuyết phục khả thi của chính sách. Hiện nay chúng ta đã có 2 chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững và nông thôn mới. Đành rằng mỗi chương trình chúng ta cần đưa ra nhiều chính sách và giải pháp để thực hiện, nhưng quả thật chúng ta đang bị bồi thực về chính sách, chẳng hạn như chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Chỉ trong 3 năm, từ năm 2016 đến 2018, chính phủ đã ban hành 41 chính sách, nâng tổng số chính sách tính đến cuối năm 2018 đã lên con số 118, trong đó có 54 chính sách trực tiếp và 64 chính sách giao tiếp. Trong khi cơ chế nguồn lực khác nhau rất dàn trải, phân tán, có chính sách nguồn lực chỉ đáp ứng khoảng 30-40%, gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp đánh giá. Đến nỗi những người trực tiếp làm công tác thực hiện chính sách cũng khó nhớ đến tên hết của văn bản, chứ nói đến việc nội dung của chính sách, đề nghị chính phủ cần có sự đánh giá đầy đủ để khắc phục tình trạng này. Để đem đến một thế hệ tương lai không thuốc lá, thì các cấp các ngành cần thực hiện toàn diện và thực thi các biện pháp kiểm soát thuốc lá một cách chặt chẽ hơn, là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Quân khu 7. Cùng với nhiều cách làm sáng tạo, sâu rộng và tinh thần thực hiện nghiêm túc, qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng vũ trang Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, qua đó cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn đức luyện tài vượt khó, cống hiến tài năng góp phần nâng cao chất lượng công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thông qua cuộc vận động, tại các đơn vị đã xuất hiện nhiều cá nhân tập thể điển hình làm theo lời Bác, tính nêu gương, nói đi đôi với làm, nhất là cán bộ cấp trên được phát huy. Nhiều mô hình tiêu biểu phát huy hiệu quả như năm chủ động trong công tác tư tưởng, nhà trường chính quy mẫu mực, quỹ tình thương cho cán bộ, nhân viên vay vốn sản xuất, hũ gạo tình quân dân. Phát huy tác dụng của khu căn cứ hậu cần kỹ thuật, ngành hậu cần làm theo lời Bác, phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, ngôi nhà 100 triệu đồng đã phát huy hiệu quả. Công tác nghiên cứu sáng kiến kỹ thuật phát huy trí tuệ trong cán bộ chiến sĩ được thực hiện đồng bộ thực chất. Tại hội nghị, các tập thể cá nhân đã tham luận với những cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện phong trào cuộc vận động, hướng đến xây dựng đơn vị vững mạnh. Về mục tiêu thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ, nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện cuộc vận động, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến học và làm theo lời Bác, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn đảng và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tôn vinh khen thưởng cho 14 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sáng 31 tháng 5, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Vụ Đầu tư Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tọa đàm giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2019. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh thành, chủ đầu tư, ban quản lý các dự án của Trung ương và các đơn vị địa phương đã tham dự. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, năm 2019, trong tổng số trên 416.000 tỷ đồng chi cho đầu tư công, tính đến hết 5 tháng, cả nước mới giải ngân được trên 96.000 tỷ, đạt trên 26% so với kế hoạch giao. So với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, thì tỷ lệ giải ngân vốn 5 tháng đầu năm rất thấp. Hiện vẫn còn nhiều bộ ngành địa phương, tỷ lệ giải ngân chỉ mới đạt dưới 20%. Riêng đối với Lâm Đồng, trong số gần 3.000 tỷ đồng bố trí trực tiếp cho các dự án đầu tư công, xây dựng cơ bản, thì đến nay tiến độ giải ngân thực hiện được trên 895 tỷ đồng, đạt 30,37% kế hoạch. Riêng 124 công trình dự án xây dựng khởi công mới, đến thời điểm này tiến độ giải ngân chỉ mới đạt 5,2%. Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các bộ ngành trung ương, các địa phương chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã trao đổi thảo luận một số nội dung liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc biệt tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện kế hoạch vốn, phân bổ vốn những tháng còn lại nhằm thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2019 đạt kế hoạch. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước và khai mạc hoạt động hè năm 2019 với sự tham gia của lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và hơn 700 thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Với chủ đề trong hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em là chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, cũng như phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước. Phát biểu tại buổi lễ phát động, lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã chia sẻ những nguyên nhân dẫn đến tử vong do đuối nước cũng như ý nghĩa của việc phát triển phong trào tập luyện môn bơi trong dịp hè. Từ đó kêu gọi toàn dân phát huy trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng và không để xảy ra tình trạng đuối nước trẻ em. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nhằm giáo dục và trang bị cho các em thanh thiếu nhi những kỹ năng tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bị xâm hại. Vận động các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng hồ bơi tại các xã, phường, trường học. Hôm nay ban chỉ đạo thay mặt cho ban chỉ đạo hè thành phố với các nội dung phát động như trên, tôi đề nghị các tổ chức đoàn thể
và các phường xã, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện một số nội dung. Một là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác tổ chức sinh hoạt hè, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em trên toàn địa bàn thành phố. Hai là đa dạng hóa các hoạt động hè phù hợp đối với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Ba là đối với tổ chức đoàn thanh niên cần xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện để tham gia hoạt động hè ở các địa bàn khu dân cư. Hưởng ứng các chương trình hoạt động hè, các đơn vị và các tổ chức đoàn của thành phố Đà Lạt đã thể hiện quyết tâm chung tay hành động vì một mùa hè thật vui, an toàn và ý nghĩa. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức sinh hoạt, giúp các em được phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Mỗi dịp hè đến, tạm xa mái trường và thầy cô, chúng em về tham gia sinh hoạt hè tại các địa phương. Ở đó chúng em được gặp gỡ, làm quen thêm với nhiều bạn mới, được tham gia các hoạt động bổ ích trong học tập, rèn luyện và vui chơi. Để đáp lại sự yêu thương, chăm lo đối với thế hệ chúng em của các cô chú lãnh đạo, các ngành, các cấp, thay mặt cho toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, chúng em xin hứa sẽ tham gia tích cực các hoạt động hè tại địa bàn dân cư với trách nhiệm tinh thần cao nhất, tích cực tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước, tránh những tai nạn, thương tích, đồng thời không quên ôn luyện kiến thức để thực sự là một mùa hè vui khỏe, bổ ích, an toàn và bước vào một năm học mới với những kết quả và học tập cao nhất. Sau buổi lễ phát động, các em thiếu nhi và đoàn viên thanh niên của thành phố Đà Lạt đã được tham gia vào các chương trình hoạt động ý nghĩa, khởi động cho mùa hè, như được hòa mình và thưởng thức các gian hàng ẩm thực, tham gia các trò chơi tập thể và trang bị những kiến thức về an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khói thuốc lá có chứa khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có 70 chất là tác nhân gây ung thư. Cứ hút mỗi điếu thuốc lá là tự mình làm mất đi 5,5 giây của cuộc sống. Khi hút thuốc lá, khói thuốc qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên nhiều bệnh nguy hiểm cho người hút và người hít phải khói thuốc lá. Hôm nay, Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5, nhóm phóng viên thời sự có phản ánh sau, xin gửi đến quý vị và các bạn. Hơn 60 tuổi, nhưng có đến hơn 40 năm, ông Lê Văn Thiện ở huyện Lâm Hà liên tục hút thuốc lá. Cũng bởi nghiện thuốc lá trong khoảng thời gian dài, nên sức khỏe của ông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thường xuyên phải nhập viện do bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 6 năm điều trị, nhưng căn bệnh liên quan đến thuốc lá vẫn không hề thuyên giảm. Tính mà thì từ khi ở nhà lúc thanh niên hút từ năm 18 tuổi thì bây giờ thì nó có hậu quả là nó rất là vất vả cho mình, vất vả cho người nhà, thì với bệnh nhân thì cũng từ vì thuốc lá, hút thuốc lá nhiều. Tại khoa lao bệnh phổi Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trung bình hàng năm có hàng trăm bệnh nhân đến điều trị bệnh liên quan đến thuốc lá, chủ yếu bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Theo các bác sĩ, điều trị căn bệnh liên quan đến thuốc lá phải điều trị trong thời gian dài nên rất tốn kém về chi phí. Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì những trường hợp nhẹ mới thì chúng tôi có thể điều trị trong vòng 7 đến 10 ngày. Nhưng mà đối với những trường hợp mà bệnh đã lâu rồi thì thời gian điều trị nửa tháng có thể hơn, kéo dài hơn thời gian nửa tháng. Thì những bệnh này thì chỉ chữa được những cái giai đoạn gốc, ví dụ như có yếu tố nhiễm trùng hoặc là thiếu oxy quá. Chứ thực ra thì những bệnh này chúng tôi không có điều trị dứt điểm được. Tức là bệnh nhân không thể nào điều trị trở về như một người bình thường. Mà trong cái quá trình điều trị thì chúng tôi chỉ có khuyên, động viên, hướng dẫn người ta về tiếp tục điều trị tại nhà. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 25 căn bệnh khác như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, ung thư da, các bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và các bệnh về hô hấp. Tính chung trên thế giới, sử dụng thuốc lá gây ra 90% các ca ung thư phổi, 75% các ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 25% các trường hợp bệnh tim thiếu máu cục bộ. Không chỉ rước các bệnh cho bản thân, mà người hút thuốc còn mang bệnh cho người thân và những người xung quanh hút thụ động,
bởi trong làn khói này có chứa khoảng 7.000 chất độc. So sánh với các nguy cơ khác, nguy cơ tử vong sớm do hút thuốc lá là rất cao. Một nửa những người thường xuyên hút thuốc lá bị chết sớm do sử dụng thuốc lá và một nửa trong số này chết ở độ tuổi trung niên, mất khoảng từ 15 đến 20 năm của cuộc sống. Thì một trong những nguyên nhân của các hạn chế là do cái ban chỉ đạo thì cũng phần lớn là kiêm nhiệm. Một số đồng thành viên của ban chỉ đạo thì cũng lại là người còn đang nghiện thuốc chưa bỏ được. Cái đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái tiếng nói của ban chỉ đạo đối với là cộng đồng. Hơn nữa ở Việt Nam, cái thuế thuốc lá còn tương đối thấp. Chính vì lẽ đó, cái giá bán thuốc lá ở Việt Nam còn khá thấp so với một số nước trên thế giới. Và cái việc tiếp cận với thuốc lá còn tương đối dễ dàng. Có nghĩa rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể tiếp cận mua bán thuốc lá được. Điều đó cũng tạo thuận lợi cho những người hút thuốc lá khó bỏ được thuốc lá. Và đây cũng là một vấn đề mà rất nan giải hiện nay. Phải có cái biện pháp quản lý chặt chẽ làm thế nào để mà giảm được cái nguồn cung, giảm được cái nguồn tiêu thụ, cái nhu cầu tiêu thụ. Thì hai cái biện pháp kết hợp như vậy sẽ giảm được cái việc mà sử dụng thuốc lá. Thuốc lá làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, không chỉ gây ra nhiều bệnh tật mà còn gây nên nghèo đói, tăng khoảng cách giàu nghèo. Thiết nghĩ, để đem đến một thế hệ tương lai không thuốc lá, thì các cấp các ngành cần thực hiện toàn diện và thực thi các biện pháp kiểm soát thuốc lá một cách chặt chẽ hơn để tiến tới thuốc lá không còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh tật cho con người. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Nằm trong hoạt động tháng công nhân và hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 31 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội thi Công đoàn giỏi năm 2019. Với 4 phần thi, gồm chào hỏi giới thiệu về đội thi, thi kiến thức, xử lý tình huống và phần thi năng khiếu. Hội thi là dịp để 90 công đoàn viên 18 đội đến từ 83 công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Lạt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là chế độ chính sách pháp luật liên quan đến người lao động hiện nay. Ngày 30 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Chi Linh tổ chức hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Tham dự hội thi có 60 thí sinh của 12 đội đến từ các cụm công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện, trải qua 4 phần thi gồm chào hỏi, phần thi kiến thức, phần thi ứng xử và phần thi năng khiếu. Do có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã thể hiện được kiến thức, sự năng động, sáng tạo, mang đến hội thi những phần thi hết sức hấp dẫn và độc đáo, mang tính nghệ thuật trong hình thức thể hiện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho hội thi cụm 3 giáo dục, giải nhì thuộc về đội cụm 1 hành chính sự nghiệp và đội cụm 4 giáo dục, 3 đội cụm 6 giáo dục, cụm 5 giáo dục và đội cụm 6 hành chính sự nghiệp đạt giải ba. Nhằm tri ân khách hàng và tạo điều kiện cho du khách địa phương, nhất là trẻ em trong tỉnh Lâm Đồng, được tham quan vui chơi giải trí tại khu du lịch thác Đam Ri, Công ty Cổ phần Du lịch Đam Ri Bảo Lộc cho biết sẽ ưu đãi giảm giá vé tham quan trọn gói trong 3 tháng hè, từ tháng 6 đến tháng 8 2019 cho tất cả du khách Lâm Đồng khi đến với khu du lịch. Trong đó giảm 5% vé trọn gói đối với người lớn, giảm 20% vé trọn gói đối với trẻ em. Đặc biệt nhân dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, trong 3 ngày, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2019, khu du lịch thác Đam Ri sẽ giảm 100% vé tham quan trọn gói cho trẻ em trong tỉnh từ 11 tuổi trở xuống. Ngày 31 tháng 5 tại thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức giải bơi trẻ thiếu niên nhi đồng năm 2019. Giải năm nay có trên 80 em đến từ 15 đơn vị trường học, câu lạc bộ của thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm tham gia thi đấu ở 18 nội dung, gồm bơi ếch và bơi trường sấp, ở 5 nhóm tuổi dành cho nam và nữ. Theo ghi nhận,
Trong số các hoạt động thể thao phong trào hè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giải bơi lội được đánh giá là sân chơi bổ ích thiết thực cho các em lứa tuổi thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, nhận được sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh. Bên cạnh việc kiểm tra đánh giá chất lượng các lớp dạy bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, giải đấu này còn tạo điều kiện để các em học sinh, thiếu niên nhi đồng tự tin tham gia các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa nơi có sông hồ, học kỹ năng sống, kỹ năng để sinh tồn. Đây không chỉ là một giải thể thao mà còn là sự khuyến khích động viên cho phong trào học bơi trong tỉnh, đặc biệt là các trường học trong các cấp học phổ thông, đồng thời thúc đẩy phong trào tập bơi lội, phòng tránh đuối nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả, ban tổ chức đã trao 18 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thứ hạng cao ở 18 nội dung dành cho các nhóm tuổi. Trong đó nổi bật là nhóm các câu lạc bộ của thành phố Bảo Lộc, câu lạc bộ hồ bơi Phù Đổng và trường tiểu học Đoàn Thị Điểm thành phố Đà Lạt. Sáng ngày 31 tháng 5, chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng đã tổ chức ngày hội thiếu nhi dành cho các em cán bộ nhân viên đang làm việc tại công ty nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Đến với ngày hội, các em được tham gia các trò chơi vận động, xem các màn biểu diễn ảo thuật và thưởng thức các món ẩm thực. Được biết, ngoài những chính sách ưu đãi, các chương trình hội thao, giao lưu, tọa đàm vào những dịp lễ Tết, thì đây là một trong những hoạt động thường niên mà chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng triển khai thực hiện nhằm chia sẻ gắn kết tình đoàn kết của khoảng 300 nhân viên của công ty với nhau sau giờ làm việc. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: người dân có thể bán lượng điện dư thừa cho điện lực khi sử dụng hệ thống điện mặt trời. Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 03/2019 sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 11 thông tư quy định về xếp ngạch bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng. Cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để có ý kiến trước khi quyết định việc xếp ngạch bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng theo quy định của pháp luật. Điều 14 được sửa đổi bổ sung và bổ sung nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan quản lý công chức quy định ở điểm B khoản 1, điều này cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức được cử số lượng công chức có đủ các tiêu chuẩn điều kiện dự thi nâng ngạch theo nguyên tắc, không hạn chế số lượng công chức được cử dự thi. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo quy chế, nội quy ban hành kèm theo thông tư này. Điều 18 bổ nhiệm ngạch xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch. Căn cứ thông báo của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức, việc bổ nhiệm ngạch xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch. Nghị định 32 của Chính phủ ban hành ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6. Đây là thông tin vừa được Bộ Tài chính đưa ra. Nghị định mới khắc phục những tồn tại hạn chế chồng chéo trong các nghị định và quyết định cũ, đó là tình trạng trùng lắp nguồn kinh phí chi thường xuyên cho cùng một nội dung hay một danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước nhưng lại có hai khái niệm khác nhau và tổ chức thực hiện giao nhiệm vụ đặt hàng khác nhau. Việc ban hành nghị định số 32 cũng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của nhà nước. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nghị định này nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định 1899 về việc công bố danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Tại quyết định này, Bộ Y tế quyết định cắt giảm 1376 điều kiện đầu tư, kinh doanh, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Cụ thể, trước cắt giảm, đơn giản hóa là 1996 điều kiện, sau cắt giảm, đơn giản hóa còn 620 điều kiện. Các điều kiện đầu tư kinh doanh được chia thành những lĩnh vực cụ thể như an toàn thực phẩm, dược phẩm, hiến lấy ECMO bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, khám chữa bệnh, mỹ phẩm, phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị y tế. Đối với thực phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý có 5 nhóm mặt hàng: nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, phụ gia thực phẩm bao gồm hương liệu thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm.
Quyết định của Bộ Y tế cho biết phương án cắt giảm các mặt hàng trên căn cứ theo nghị định số 15 của chính phủ. Nếu so với đầu năm 2019, tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, chỉ có hơn 300 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời, thì đến nay con số này đã tăng lên hơn 540 dự án. Những con số này cho thấy từ cơ chế khuyến khích của chính phủ, người dân đã có được nhiều lợi ích hơn khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời và bán lượng điện dư thừa cho điện lực. Vì vậy, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Từ khi đưa hệ thống điện năng lượng mặt trời này vào sử dụng hơn nửa năm trước, hàng tháng gia đình ông Hương giảm được một nửa số tiền điện. Không chỉ vậy, giờ đây gia đình ông đã được điện lực trả thêm tiền cho số điện phát thừa lên lưới. Mấy tháng trước là trả tiền điện mùa hè này là khoảng 800 ngàn. Nhưng mà khi mà bắt cái dàn năng lượng trời 2,6 kg lên là được 88 pin, mỗi tấm là 325W, thì tiền điện giảm còn 400 nghìn. Và hơn nữa bên điện lực là trả cái điện mà dư đưa lên lưới điện lực là có một đồng hồ hai chiều. Thì điện lực tính cái điện dư nó trả lại cho dân là một chữ là 2.000. Tại thành phố Đà Nẵng, hiện có khoảng 155 hộ dân đã đưa vào sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái. Và từ khi thông tư số 05 của Bộ Công Thương có hiệu lực, các hộ dân được thanh toán lượng điện phát dư hàng tháng. Lượng khách hàng lắp đặt mới hệ thống năng lượng mặt trời tăng lên nhanh chóng. Trong tương lai thì sẽ có nhu cầu để mở rộng thêm cái công suất này lên để một phần là mình đáp ứng đủ cái nhu cầu của doanh nghiệp mình, và thứ hai là mình có thể mình bán lại cho điện lực. Sau khi lắp đặt xong thì công ty Lực Nẵng sẽ hỗ trợ lắp đặt công tơ điện hai chiều và ký hợp đồng ngay tại chỗ. Sau khi ký hợp đồng thì hàng tháng mà khách hàng có năng lượng phát ngược lên thì công ty Nẵng sẽ xác nhận chỉ số đó và chuyển khoản gửi tiền ngay cho khách hàng trong tháng đó. Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, hiện 13 tỉnh thành trong khu vực đều có các dự án năng lượng mặt trời được đấu nối với tổng công suất hơn 4.000 kWh. Việc thực hiện đấu nối công tơ 2 chiều miễn phí, ký kết hợp đồng mua bán và thanh toán tiền điện đối với các dự án điện mặt trời áp mái được triển khai đồng bộ, nhanh gọn. Tính cho tới thời điểm hiện nay là có số dự án đó là 544 dự án. Và trong đó là chúng tôi đã ký hợp đồng được là 442 cái hợp đồng với lại khách hàng. Và chúng tôi đã chi trả cho khách hàng là tới 972 triệu đồng. Con số đấy nó tăng theo ngày. Với số giờ nắng trung bình hàng năm cao hơn so với các khu vực còn lại, miền Trung được đánh giá là khu vực có tiềm năng để phát triển năng lượng mặt trời áp mái tại các hộ dân. Những cơ chế ưu đãi thông thoáng như hiện nay cũng góp phần thu hút người dân đầu tư hệ thống điện mặt trời, mang lại lợi ích cho chính chủ đầu tư, cho môi trường và giảm áp lực quá tải lưới điện cho ngành điện. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, nhiều người bị thương, hai chiếc xe máy cùng xe ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, thành phố Đà Lạt. Khoảng 9 giờ sáng nay 31 tháng 5, một chiếc xe ô tô bất ngờ mất lái trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, thành phố Đà Lạt và tông trực diện vào hàng loạt xe máy, khiến nhiều người bị thương, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Theo người dân chứng kiến sự việc vào thời điểm trên, chiếc xe trung chuyển hành khách của nhà xe Việt Tân mang biển kiểm soát 49X3186, chưa rõ tài xế điều khiển, đi từ hướng Hồ Xuân Hương lên ngã tư Phan Chu Trinh, phường 9. Khi tới đoạn ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, Tràng Trình, đã bất ngờ lấn sang bên trái đường, tông vào chiếc xe máy biển kiểm soát 49B1-36485. Chiếc xe tiếp tục lao về phía bên trái đường, rồi tông trực diện vào hai xe máy biển kiểm soát 60F1-05693, 49B-47193, làm ba người bị đa chấn thương. Trong đó, có một người bị chấn thương nặng. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Riêng tài xế xe trung chuyển hành khách đã rời đi ngay khi tai nạn xảy ra. Tại hiện trường, theo ghi nhận, hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, đầu xe ô tô móp nhiều vị trí, cửa kính bị bể rạn vì tông trực diện vào chiếc xe máy biển kiểm soát 60F1-05693. Hiện đội cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.